Phong cách thiết kế nội thất hiện đại đang trở thành xu hướng rất được yêu thích hiện nay với sự kết hợp của tấm ốp bóng gương ô lớp, mang lại cảm giác hiện đại, sang trọng. Màu sắc chủ đạo là trắng ghi mang lại màu sắc tinh thế và nhã nhặn, kết hợp với các đồ deco trang trí tạo nên không gian hài hòa hiện đại, tạo không gian thoáng đãng, giúp làm việc và thư giãn tốt hơn. Màu sắc mang tính tương phản mạnh, chi tiết được sắp xếp khá gọn gàng. Hệ ngay Ô Lắc để được tư vấn sản phẩm phù hợp với không gian của bạn.